Hello, hello, xin chào mọi người nữa ha. Thì hôm nay tiếp tục với kinh nghiệm của bạn Hiếu, hôm nay Hiếu có nhận cái đơn hàng là 2 cục pin, đúng luật là 3 cục luôn nha anh em. Thêm cục pin này nữa là của chú ở vùng sao Củ Chi. Chú kêu là đóng cục pin này, trước mắt thì để cho nó chú biết ha, là nói chung là chú đó cũng tới cửa tìm Hiếu rồi, nhưng với lại chú kiểm tra cùng Hiếu kiểm tra hết rồi. Mặc dù là chú cũng chẳng có hiểu đâu, nhưng mà Hiếu vẫn nói cho chú biết rồi là tình trạng là sẽ làm như thế nào. Sẵn đây là Hiếu sẽ làm và cái cách thức làm cho anh em biết luôn ha. Như cục pin này thì Hiếu đã lấy cục sạc pin, Hiếu sạc thì thấy nó vẫn cầm, nên là Hiếu có nói với chú là Hiếu sẽ nói với chú là để Hiếu chạy chu kỳ cho pin nó, tại vì pin nó là pin ICD. Nếu mà nó còn độ cầm tốt thì để pin zin mà dùng luôn. À, chứ để đóng nó phí lắm anh em, đóng nó uổng. Chất pin zin này nếu mà còn mới can sờ beng mà biết cách sử dụng á thì nó cũng bền bỉ lắm anh em, chứ không đến nổi đâu. Mặc dù nó dung lượng 2A thôi nhưng mà nó cũng độ bền nó rất là cao. Nếu mà yêu cầu nó còn mới ha thì Hiếu có chạy cho nó 3 lần chu kỳ rồi thì thấy nó cũng khá là ổn áp đó anh em. Nó khá là cầm pin, thì chắc là khuyên chú là không cần đóng ha. Đây cái test máy cho chú xem, nó rất là nội lực, rất là khỏe ha. Những cái dòng cốt châu Âu này, ba chức năng này rất là ghê gớm nha anh em, rất là khỏe, ba chức năng luôn nha anh em. Con này phải thi xí thì điện á, chứ không phải của Đức. Biết là bốt là của hãng Japanese, là của Đức rồi, nhưng mà đây là nó ghi mắc Eastland nhìn nè, rất là chắc thụy sĩ thì điện gì đó nè, rất là khỏe rồi. Cái này chắc khuyên chú là không cần đóng ha, chứ đóng pin vô, đóng thì Hiếu cũng có tiền á, nhưng mà thôi khuyên chú không cần đóng đâu, pin nó còn ok lắm. Rồi bỏ qua, tiếp theo nữa là đến hai khối này, một khối là bị lệch áp cũng khá là nặng đó anh em, rồi với lại bức tranh nè. Anh em nhớ clip vừa rồi Hiếu có nói á, là những cái trường hợp tại sao mà anh em không đóng kém đôi thì nó sẽ có cái trường hợp như thế nào ha, thì Hiếu sẽ quay cho anh em xem. Đây nè, đít kém ra nè anh em, khi vào tải đó anh em, đó nó nóng quá là đít kém thôi, nên là bắt buộc anh em phải đi kém đôi của những cọc âm dương, cực âm và cực dương. Rồi nếu mà kỹ hơn nữa thì những cái cọc này anh em cũng chưa kém đôi luôn, kém đôi nhưng mà anh em cắt nhỏ ra cũng được ha, cho nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nó vừa đủ những cái bá lăng, vừa đủ những cái dây socket nhỏ này anh em hàn vô, mà nhưng mà là đôi thì nó vẫn đảm bảo, chứ không cần phải to như thế này ha, thì cũng không, nói chung là vô nghĩa. Rồi cái đó là tại sao mà Hiếu nói là kém đôi ha, nó đích là như cái khối này là sống hết ha, nhưng mà pin lệch áp quá nhiều, pin lệch áp rất nhiều luôn. Ví dụ một cặp 4V19 thì có một cặp thấp nhất là chỉ có 3V9 thôi anh em. Đó, thì cái trường hợp này là Hiếu sẽ bung ra, Hiếu xé ra hết luôn, nó xé ra hết rồi Hiếu sẽ cân bằng sạc xạ, rồi cũng như là lựa pin, bắt cặp pin ha. Rồi đến cục này thì chết cặp này và cặp này nha anh em, có nghĩa là chết 4 xeo đó. Thì nếu mà Hiếu đoán không lầm á, cái người mà bán hai cục pin này cũng như là đóng pin này thì Hiếu bảo đảm là đã để rất lâu rồi mới có khách chốt, nên là mới có cái trường hợp lệch áp quá nhiều, rồi cũng như là chết cặp xeo ha. Cái này thì Hiếu có hỏi chú, là chú nói chú mới mua đây thôi chứ không có phải là mua lâu. Và cái mã pin lithium xám này là cũng là đắt mới, chứ không có đến nỗi nào đâu anh em. Và đã đắt mới hiện tại bây giờ thì lại lithium là quay lại màu xanh rồi anh em ha. Lúc đầu đó là ra màu xanh, xong cái là nó qua cái đắt màu xám, xong bây giờ nó lại quay trở lại đắt màu xanh, nhưng mà xanh lợt hơn tí nha anh em, chứ không phải xanh đậm giống như năm 2020-2021 gì nha anh em. Đó là bây giờ tình trạng, bây giờ thì Hiếu sẽ bung ra hết ha. Hiếu sẽ nhớ 10 sao pin này là của khối này, rồi Hiếu sẽ lấy 6 xeo này, Hiếu cũng bỏ chung vô cân bằng, nhưng mà mình phải nhớ là 6 xeo bên này là như thế nào. Hay 8 xeo chứ, bên đây tổng cộng là 12 xeo, chết 4 xeo là còn 8 xeo đó. Thì Hiếu có nói chú á, nếu mà chú có cái thiết bị gì đó, nếu mà nhưng mà với điều kiện là Hiếu để xem Hiếu sạc xạ cân bằng, cũng như đo dung lượng, cũng như đo nội trợ của pin, nếu mà soạn ra mà nếu 8 xeo này mà nó còn ok thì Hiếu sẽ đóng cho chú cái pin 8 xeo, hoặc là đóng 6 xeo của 12V. Đó là như vậy ha. Còn Hiếu sẽ như riêng cái này Hiếu sẽ đóng pin mới. Rồi cách thức Hiếu nói gì là một chuyện ha. Còn bây giờ thì để Hiếu sẽ bung ra. Mấy cái bung này ra nó cũng rất là khó nha anh em, chạy chặt là nó hư mặt, hoặc là nó lại
liên lụy nó hư pin nữa là khổ nữa, nên là chắc Hiếu xin phép và tạm dừng. Hiếu sẽ lẽ là từ Hiếu sẽ sạc độc lập từng cell, vừa sạc mà vừa canh mà vừa đo nội trở, vừa sạc mà vừa đo dung lượng luôn nha anh em. Đó thì nó phải mất tới 4 ngày tại Hiếu chỉ có một bộ là Litocala test dung lượng thôi. Đó nên là cứ ngày cứ phải, với lại Hiếu test chậm chứ không phải test nhanh đâu anh em. Có người cái cục đó Hiếu sẽ để cái chế độ là not test chứ không phải là fast test nha. Đó nên để cho cái dung lượng mình bán được cao hơn, mình có thể trừ đi 100 hoặc là giảm hoặc là cộng lên 100, cái gọi là cái độ sai số ha. Đó còn nói thì nói một chuyện, bây giờ Hiếu sẽ bắt tay vào, Hiếu sẽ làm từ A tới Z lại ha. Trong nếu mà có trình Hiếu đóng có cái gì hay thú vị thì Hiếu sẽ nhất định là Hiếu sẽ quay cái khúc thú vị, vì lý do Hiếu thấy cái anh đóng này á thì cũng ok đó. Nói chung nhìn thì hình thù ra hình này á là ok á, nhưng mà cái mặt dưới này là chưa ok nè anh em. Thay vì á là cái kẽm trong đây nè, mình nẹp nó vô cái mấy cái nách này nè thì nó sẽ bảo quản tốt hơn, chứ không phải là để trên cái gờ mặt này nó hơi nguy hiểm anh em ha. Rồi và này thì cũng nói chung là chia sẻ cho anh em biết ha, để mà để đóng được mấy khối pin chế cháo như thế này, Hiếu biết là cái anh thợ đóng pin này cũng phải cực khổ lắm đó nha anh em, phải cào vát. Nhưng mà anh này anh lại không có mấy mài full hoặc là mấy cắt mini cắt mấy chân này nhanh lắm. Cái trường hợp này lại thấy anh là lấy cái mỏ hàn hay gì anh em đó, ấy đi thì nó lại lâu hơn nữa nha anh em, lâu hơn. Có cái mấy mài mini với anh em, cái mài full đó đánh lấy cắt vô nên cắt nó nhanh lắm, xanh thì ở đứt hết rồi. Cái này là cũng chia sẻ cho anh em biết là cái nghề đóng pin nếu mà để ra được cái cục pin đáp vô nó vẫn hoàn hảo chỉnh chu lắm nha anh em, cũng không đến nổi rồi đâu. Rồi bây giờ Hiếu xin phép tạm dừng ha. Rồi và sau khi quá trình Hiếu đã tắt hết sâu pin ra ha, thì Hiếu cũng chia sẻ cho anh em cách mà Hiếu hay làm ha. Anh em làm giống Hiếu thì làm, còn không thì anh em có thể làm theo cách của anh em. Hôm nay là Hiếu chỉ chia sẻ cho anh em là cho anh em biết thôi ha. Rồi bây giờ anh em lỡ mà nó đã bị mình tháo ra mình lung tung rồi đúng không, thì cũng không khó để mình nhận dạng được là nó là một cái nào một cặp của nhau đó anh em ha. Thì ví dụ như mình cứ đo số vôn nè, mình đo số vôn ha, 4 vôn 18 nè, 3699 nè, anh em sẽ kiếm đúng cái pin nào là 4 vôn 18. Đó như xe này chết nè, là cái khối mà Hiếu nói mà nó chết 2 xe đó, ở chết 4 xe á, xe này chết bỏ ra nè, 3618 nè, 3699 nè, là của cặp này nè. Đó thì anh em cứ hình dung vậy đó, ví dụ như hai pin này giống nhau nè đúng không, 3699 3699, tức có nghĩa là lúc nãy là cái này nó dính vô một cặp thì anh em chỉ cần lấy một cell thôi ha, lấy một cell ra rồi có nghĩa mình đại diện á để mình test cho nó nhanh, rồi xong cái anh em với bỏ vô bộ test ra dung lượng thôi, chứ cái bộ này mà anh em test nội trợ thì nó sẽ không chính xác ha. Đó, anh em thấy nó sẽ chớp, anh em sẽ đưa xuống là cái vạch là nó test ha. Đó rồi mình cứ để vậy, khi nào nó chạy cái này nó xong nó ghi là the end, có nghĩa là kết thúc rồi thì anh em nhìn vào cái dung lượng. Cái này chỉ là mình coi dung lượng pin nó còn được bao nhiêu thôi ha. Đó là để mình biết được cái pin này có cần đóng lại cái pin có đóng được con pin hay không. Sau khi mà mình đã test được dung lượng rồi, mình đại diện mà ví dụ như mình đại diện ra 6 cặp đúng không? Thì mình lấy một từng cặp mình lấy một cell thôi. Xong bắt đầu mình phải đưa vô một cái khay cân bằng. Ha. Nhớ là cái test á thì mình nó test lâu thì mình test thôi. Nhưng mà cái pin này mình cũng phải để sạc đầy ha anh em ha. Đó chẳng hạn như cái pin này thì test, nhưng mà pin này mình không cần test, mình bỏ vô cứ để vậy cho nó sạc, cho sạc đầy lên, có nghĩa là gọi là sạc độc lập á, sạc lập cho tất cả các cell pin nó đều lên hết. Đó khi nó đều lên hết rồi thì lúc đó anh em mới bỏ vô cái khay cân bằng, anh em cân bằng nó rồi anh em sẽ xả về cho nó cái ngưỡng 4 vôn 12 hoặc là 4 vôn 11 gì đó, rồi anh em để nó trong vòng khoảng ngày 2 ngày, càng lâu càng tốt. Xong cái em mới lấy ra xong rồi lại để tiếp tục thêm 5 ngày 7 ngày gì đó, anh em theo dõi coi nó có tụt pin hay không. Rồi lúc đó anh em phải lấy cái đồng hồ đo nội trợ ra ha, cái đồng hồ đo nội trợ đây, tôi sẽ lấy đồng hồ nội trợ. Đó, anh em phải lấy cái máy đo nội trợ ra, anh em mới đo pin. Chẳng hạn như bây giờ mình đo cũng được, mình để coi xem thử cơ pin mình có thể sử dụng được cho máy con pin hay không. Đó nội trợ của nó vẫn còn 15.
1,595 thì là vẫn xài được, dùng cho khoan pin anh em ha. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần theo dõi là nó có tụt pin hay không, và dù cho nó có tụt thì phải tụt đều hết chứ nó không được quyền mà cục tụt cục không ha. À, như anh em thấy không, lúc nãy cái xe một xe thứ đó 4.18 đúng không, một trong khi đó một xe là 3.46 mấy, thì anh em biết nó lệch ác đến mức độ cỡ nào ha. Đó, đó là cách thức mà Hiếu làm ha. Anh em cứ test đại diện ra, lấy một cục test thôi, cứ một cặp như vậy mình lấy ra một cục để mình test, rồi mình coi dung lượng thì mình biết cái cục kia dung lượng nó cũng giống y chang vậy anh em đó, tại vì hai cục lúc nào cũng dính chùm nhau mà. Đó là như vậy ha. Rồi bây giờ cùng chờ đợi tiếp tục thôi. Video này chắc rất là khá lâu ngày á, thì mới hoàn thiện được một cục pin. À, mà dù gì Hiếu cũng đóng hai cục, thì có một cục là đóng mới là hoàn toàn, nên là Hiếu sẽ tiến hành đóng một cục mới hoàn toàn ha. Rồi còn cái cách thức mà sửa pin thì anh em nó chỉ còn vẹn như vậy thôi, nó chỉ cần cái thời gian lâu, nhất là cái thời gian test này nè. Chẳng hạn như nó test, mình để chế độ nó test rồi đúng không, đến tầm khoảng 18 tiếng sau, có nghĩa là gần một ngày á, nó mới test xong nha anh em, thì phải biết được dung lượng của nó. Nó là như vậy ha. Rồi thì bây giờ chắc là tiếp tục cùng chờ đợi Hiếu để làm những cái công việc tiếp theo ha. Rồi và sau khi tiến hành cân bằng sạch sẽ xong ha, thì Hiếu đã lượng ra được 8 xe này nó là nội trợ, nó là 14 ha. Còn 4 xe này nó nội trợ 15, còn dung lượng của nó thì còn tất cả đều còn từ 1.800 đến 1.900. Và độ xả pin thì mới ở đây 4 ngày, để tự động cho tự xả độc lập ấy, thì nó xả ít thôi nè, có nghĩa là xả 0.01 thôi. Đó, nên là tiến hành giờ đóng lại ha, đóng lại cho chú cái khối pin, và cũng là đóng mới thêm một khối nữa, thì giờ sẵn thì sẽ làm cái khối này trước ha, thì mình cũng bắt cặp ha. Ví dụ như anh em mà lấy 4 cái xe pin này mà đưa ra một cặp và một cặp như vậy, thì bảo đảm là nó sẽ độ bền pin nó không cao ha. Và Hiếu cũng đoán được một đó là hai xe này và hai xe này, một cặp có cái cặp này hoặc là cặp này là ban đầu nó là nằm ở ngay cực âm và cực dương anh em, có nghĩa là b cộng và b trừ anh em. Mà bây giờ mình mà lại ra như vậy thì độ bền cao, bằng cách mình sẽ lấy bốn xe này chia qua bốn xe này. Đây là một cặp này và đây là một cặp. Đó. Rồi cái này mình cũng chia ra là một cặp, và mình lựa cho hai cái cặp này để chở ngay đầu âm và đầu dương ha. Đó, mình cứ nhớ trong đầu hai cặp đó là mình đầu âm và đầu dương. Rồi chúng ta cùng tiến hành check keo nến thôi, bôi keo nến cho nó giữ chắc ha. Mình check keo nến xong nó vững, nó chắc rồi, anh em với cà lại cái đầu âm dương cho nó láng lên, để mình bấm đầu seal cho nó đóng xe pin đó, cho nó dính chắc ha. Và cũng dán, trường hợp này là phải dán cắt điện đầu âm đầu dương nha anh em, vì cái pin đó quá trình mà không biết cái người khách đầu tiên đóng đó, nó bị đứt như này, nó tắt như vậy thì rất là nguy hiểm, nên cách bắt buộc mình phải dán đầu dương nha anh em. Còn như pin mới thì khỏi cũng được, mình muốn dán thì cứ dán. Mình cứ làm cho từng cặp như thế này trước đi, cứ nhớ hai cặp này một hồi mình sẽ để cho đầu âm dương. Rồi chắc cái trường hợp mà check keo nến như thế này thì cũng dễ ha, thì chắc cái Hiếu xin phép Hiếu tạm dừng cho làm cho nó nhanh ha, chứ nếu mà kho mà có thấy Hiếu chết cái này nhìn nó cũng chán, chắc cái Hiếu xin phép là tạm dừng anh em ha. Sau khi cũng khá là lâu anh em ha, thì đã hoàn thiện ra được cái khối pin, hình thù nó sẽ như thế này ha. Thì cái thao tác mà Hiếu làm mà nó cũng chỉ chia sẻ cho anh em biết ha. Những cái cọc mà B1, B2 và B3, B4, B5 mình chỉ cần cắt, ví dụ như nó là một cái kẽ đơn như thế này đúng không anh em, rồi anh em có thể chạy đôi ra, rồi anh em đóng hai lần kẽm, có còn được gọi là kẽm đôi á, thì cái độ bền của những cái quấu gạch này nè nó sẽ cao hơn. Còn chính xác hai cái đầu âm dương thì bắt buộc luôn là phải kém đôi rồi anh em ha, có nghĩa là mình để kém to luôn, phân biệt ra cho dễ, kém nó như vậy luôn, đôi ra cho nó tạo nhiệt tốt nhất có thể, thay vì anh em đóng cái kém dày thì nó rơi vô tầm khoảng là kém 0.2 đúng không,
ví dụ giờ mình đóng hai lần kẽm 0.15 thì nó được 0.30 thì mấy video khi có đó nói rồi à, cũng là cái video này luôn nè, đó là do cái tình trạng mà không đóng kẽm đôi của hai đầu âm dương nó hay bị bức chanh ngay chỗ này anh em ha, khi mà vào tải rất là nặng đó. Rồi khi mình đóng xong á là mình dán hết ha, cái này một hồi nữa cực âm này là mình dán thẳng chứ quên là một hồi nữa là Hiếu sẽ dán thẳng cái đầu âm, có hàng thẳng đầu âm vô đây luôn nên không có chừa kẽm lên đây thì một hồi sẽ khó làm, khó thao tác. Đây Hiếu sẽ đưa lên cao cho anh em xem đó, nó cũng đơn giản vậy thôi đó, nó là hình thù như thế này, anh em nhớ gia cố keo ở đây nhiều ha, dán cách đầu âm dương á. Rồi thì chắc để Hiếu hoàn thiện ha, đặt cho như thế này là nó vô là ok nè anh em. Nói chung là cũng không có thay đổi gì khác về cái nguyên lý khi ban đầu đóng đâu, nó cũng tương tự như vậy, mà chỉ khác cái là Hiếu sẽ đóng kẽm nhỏ hơn nhưng mà đôi lên hai lần và được nịch gia cố, nó Hiếu cảm nhận được là nó sẽ chắc chắn hơn anh em ha, thì độ đảm bảo nó sẽ cao hơn. Rồi bây giờ chắc Hiếu xin phép hoàn thiện ha, rồi khi xong một cuối pin này Hiếu sẽ test sạc thử cho anh em xem ha. Rồi và sau khi đó hoàn thiện ráp lại cục pin ha, thì bây giờ Hiếu sẽ đo ha, cho anh em xem. Anh muốn biết nó có nhận sạc hay không thì anh em đo cái này phải cẩn thận nha anh em, không được cái que dương này không được chạm vô bên trong, có nghĩa là cái vành ngoài này là tương đương là âm, cái tim bên trong là dương, thì nếu anh em có thử đo giống Hiếu á thì anh em phải rất là cẩn thận không được chạm ha. Đó cũng xuất nguồn luôn 2372. Rồi bây giờ tôi sẽ test sạc cho anh em xem luôn. Đây sạc tại đây ha, anh em thấy đúng không, xích tự tí nha, lại sẽ ghim vô ha. Đó, đỏ và đang sạc xanh là đầy thôi, thì nó là 6S thì cục sạc của nó là 25V2 ha anh em ha. Rồi bây giờ muốn biết là chắc cú nó có test nó có ra dòng xạ hay không hay là áp ảo thì anh em không có, chứ không có cái động chú không có đưa cái máy để cho Hiếu test nên là Hiếu chích bằng cái motor luôn là đủ biết nó có chạy hay không. Và anh em lưu ý anh em chích thì nó cái dòng biệt 25V2 23V2 23V2 nó cũng mạnh lắm, nên em chích dưới cái góc dưới đây thôi cho nó khỏi bị ten đồng cái hai thanh đồng này của chú ha. Đó. Là ok anh em ha. Rồi thì tiếp theo nữa thì chắc cứ dừng clip tại đây ha, thì cái khối tiếp theo thì cũng đóng y chang như vậy thôi anh em đó. Cái này là đóng khối mới, còn cái này là tận dụng lại pin. Rồi thì video của Hiếu hôm nay xin kết thúc tại ha, chúc anh em thành công ha, xin chào, hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo, xin chào.